Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Thì là clip ngày hôm nay thì mình sẽ triệu hồi ra đó chính là một rất là nhiều những con quái vật khác nhau và mình sẽ bị gọi là kiểu như biến dị cho nó ấy, trở thành một con quái vật nó kiểu như nó khác cái con quái vật bình thường luôn. Ví dụ mình biến dị ra một con săn hét nha các bạn. Thì là bây giờ thì mình sẽ ok, sao ta? À bây giờ mình sẽ sáp nhập đó, tức là mình sẽ nhập thể săn hét với cả con cartoon dog nha các bạn nhé, con quỷ đầu chó. Đây. Yeah. Ok các bạn, đây là con quỷ đầu chó nha các bạn, nhìn này. Nhìn nó nhe răng này, nhìn rất là buồn cười cái răng của nó ấy, cái kiểu nó rất là kiểu lộn xộn luôn ấy. Ok thì bây giờ mình sẽ sáp nhập quỷ đầu chó với cả quỷ đầu loa nha các bạn. Ok. Đó rồi, easy rồi, ok. Mình sẽ sử dụng chiêu easy để mình sáp nhập vào nha. Wow. Mình đã sáp nhập vào rồi anh em ạ. Như vậy là con Siren Head đã vào người của con quỷ đầu chó. Mình nghĩ là mình sẽ để này nha. Sẽ để nhỏ này trước. Đấy, quỷ đầu chó đây các bạn này. Ok các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Siren Head nữa nha. Đây, và tiếp theo mình sẽ triệu hồi một con quỷ đầu dog nữa nha các bạn nhé. Con Cartoon Dog phần 2 nha các bạn nhé. Đây là con Cartoon Dog phần 2 nha các bạn. Đấy, con Cartoon Dog phần 2 này nhìn hơi dị một tí các bạn nhé. Rồi, ok, mình sẽ sáp nhập vào nhau. Easy, cho vào đây. Rồi, ok. What the hell, như vậy là con quỷ đầu chó nó đã trở thành kiểu như thú cưỡi cho con Siren Head ấy các bạn ạ. Mình sẽ cho nhỏ nhỏ lại xuống. Ok, bây giờ mình cho hai con này tỉn nhau nha. Ok, để xem nó có đánh nhau không. Mà nó đánh nhau thì xem hai con này sẽ là ai sẽ trở thành người chiến thắng. Ôi, đỉ chít. Ê, ôi, từ từ, nó đang bam mình các bạn ạ. Rồi, ok, hai con đánh nhau rồi. Wow. Hai con đang bam. Ha, đỉ chít. Wow, nó đấm mình một phát mà dựng kiểu như là long trời ở đất luôn ấy. Ui. Holy shit. Các bạn này, con quỷ đầu mèo và con quỷ đầu dog nó đang đánh nhau nha các bạn nhé. What the hell các bạn. Wow. Con quỷ đầu loa nó đã ăn thịt con quỷ đầu chó rồi. À con ăn thịt con quỷ đầu, đúng rồi. À đúng rồi, ăn thịt con quỷ đầu chó. Ui, nó vơ cả mình lên rồi. Vai trưởng ạ, nó xé xác mình ra luôn ạ. Ui, ghê. Thế thì từ từ. Nó đó. Mày. Ôi, chạy. Mày chết này con. Holy shit các bạn, nó đi rồi các bạn ạ. Nó đi rồi nha các bạn. Wow. Tung nó lên. Holy shit. Đây, từ từ mình sẽ lôi nó lên nha. Wow. Người nó rất là dẻo luôn các bạn ạ. Đấy, cái cách kiểu nó ngồi xuống ấy rất là dẻo luôn ấy. Ok thì bây giờ mình sẽ triệu hồi một con vật khác nha. Đây. Ui, từ. Đây, ok, con này nhìn. Con này con nhìn gì ấy? Bớt gom đây anh em, con này nó còn run sao? Ui giời, con này bị lỗi rồi anh em ạ, không chịu hồi rồi nha. Ok các bạn, mình sẽ triệu hồi một con, đó chính là con Godzilla nha. Đây, bây giờ mình sẽ triệu hồi Godzilla. Yeah. Ui. Bây giờ Godzilla 2021 nha các bạn. Và mình sẽ triệu hồi một con Godzilla 1998 nữa. Đây, đây là Godzilla 2021 nha. Các bạn thấy không? Nhìn rất là ghê sợ luôn. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Godzilla 1998. Không biết là có chỗ đâu, cũng có không anh em ơi. Đây, Godzilla 1998 nha. Rồi, để xem hai con này đánh nhau thì sẽ ai sẽ là holy shit. Con này ghê thật, nó vừa ra phát nó gầm lên anh em ạ. Thì là cái con Godzilla 1998 này nhìn nó rất giống con T-Rex ấy, nhìn rất giống con khủng long các bạn ạ. Đấy. Còn đây là con Godzilla, không biết con nào mạnh đây. Wow, nhìn ngầu chưa anh em. Nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ set nó rồi nha, để cho nó không giết mình. Ok, hai con này sẽ chiến nhau nha các bạn. Ok. Lên. Wow, Godzilla 1998 chủ động tấn công. Ui, cái con Godzilla 1998 nó sẽ tung trưởng trước các bạn ạ. Godzilla đang luyện trưởng này. Godzilla 2021 luyện trưởng và bắn. Wow. Full, hai con đang full nhau. Hai con đang full nhau. Thì như là bọn Godzilla. Ui, rồi xong. Như vậy là các bạn đã biết rồi đấy. Con Godzilla 1998 đã bị con Godzilla 2021 tiêu diệt nha các bạn. Chính tỏ con này rất là khỏe luôn nha các bạn này. Nhìn rất ngầu luôn các bạn thấy không. Cái cổ họng nó kinh như này cơ mà. Nó khủng bố như này thì bảo sao nó trở thành chiến thắng. Ok thì bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật nữa, đó chính là con Megaphone nha. Đó chính là con mẹ đẻ của con quỷ đầu loa nha. Đây rồi. Mẹ đẻ quỷ đầu loa xuất chiến. Wow. Chỉ một cú gọi là cú bắn tên. À quên. Cú gọi là cú phun độc thôi là con Megaphone đi luôn rồi anh em ạ. Megaphone nó chính là con mẹ đẻ quỷ đầu loa ấy. Tiếp theo mình sẽ triệu hồi con Megahorn, đó chính là con kiểu như trong truyền thuyết ấy, nó là con đầu đàn các bạn ạ. Nó kiểu như nó là con đầu đàn các bạn ạ. Nó đầu đàn của quỷ đầu loa ấy. Wow. Ấy mà thấy không? Cái mồm nó rất là to luôn ấy. Cái mồm của nó thì to hơn cả Godzilla nha các bạn. Nhưng mà không biết sức mạnh của nó thì ủi xong. Như vậy là Godzilla rất là mạnh nha các bạn. Ok thì như vậy là ấy, Godzilla thì nó hay ở biển. Mà cái con Siren Head thì nó lại hay ở trong rừng. Thì có lẽ là con Siren Head chỉ có gọi là
chúa tể trong rừng thôi các bạn, chứ còn xuống cứ còn gặp Godzilla là đứt điện luôn các bạn nhé, tèo luôn. Đấy, nghe họ luôn các bạn ạ. Holy shit, wow, vai trưởng ạ. Cái con Giant vừa rồi ấy, là nó kiểu như là cái hình của nó, cái người của nó khi nó đánh nhau nó sẽ biến thành nham thạch các bạn, nó rất là sợ luôn, rất là nóng. Chúng ta mà gặp nó chúng ta đi ngay các bạn. Bên mình triệu hồi một con vật khác, đó chính là con Megabone nha. Đây là con quỷ đầu bóng các bạn nhé, quỷ đầu quả bóng. Wow, nó bắn con cầu lửa này anh em. Holy shit, chưa chết. Wow, nó đang ở dưới cái háng của con Godzilla này. Con Godzilla tung trưởng rồi, nhưng mà con bóng này nó quá bé luôn, không thể tiêu diệt. Ok, mấy đầu mình tưởng không tiêu diệt rồi, hóa ra vẫn chết nha các bạn, nó vẫn tử nha các bạn nhé. Bạn đờ heo các bạn nhỉ. Đây là cận cảnh, các bạn nhìn cổ họng của nó chưa, nó gồng lên nó bắn rất là, cái sức mạnh của nó rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Ok các bạn, thì là bây giờ mình hãy triệu hồi một con nữa nha. Đây, hình như này con này con quái vật mới sao ấy. Ủa, con quái vật vô hình các bạn ạ. Con này là con quái vật vô hình nha, không nhìn thấy hình đâu cả, chỉ có con Godzilla mới phát hiện thôi, nhưng mà Godzilla tiêu diệt rồi các bạn ạ. Ok, tiếp theo mình triệu hồi một con quái vật khác, đó chính là con Jun. Con này nó giống như kiểu cái đèn lồng ấy, cái lúc nó há mồm ra kinh cực các bạn ạ. Ơi này, trời ơi, holy shit, ở giữa cái hàm răng của nó ấy. What the hell, chết luôn, nó cắn chết mình rồi. Ở giữa cái hàm răng của nó là nó có một cái người đang điều khiển nha các bạn. Đây này đấy, holy shit, nó đi luôn, xong luôn nha các bạn, chết luôn rồi. Rồi ok các bạn, thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi một con vật ở đó đủ bản lĩnh có thể tấn công lại được con Godzilla nha. Phải triệu hồi Titan nha các bạn. Ok, Titan, wow, holy shit, con Titan xuất hiện phát chết luôn các bạn ạ. Mặc dù là cái năng lượng sức mạnh kiểu như hủy diệt mặt trời của con Titan ấy, các bạn thấy không, lửa đốt này, không thể làm gì con Godzilla luôn. Godzilla nó quá khỏe luôn các bạn ạ, kinh thật, thấy không, con Godzilla bất khả chiến bại rồi các bạn. Được rồi anh em, thì bây giờ Godzilla sẽ chiến đấu với cả con Mecha Godzilla, đó chính là con Godzilla robot. Thì là cái Godzilla robot này ấy, đó chính là do loài người chế tạo ra nha các bạn nhé. Ok, loài người chế tạo ra bây giờ sẽ Mecha Godzilla xuất chiến. Piu, to chưa, từ con Godzilla có gì nào đang giết mình. Ok, thì để xem là cái trí tuệ của loài người là có thể đánh thắng được con quái vật Godzilla hay không các bạn nhé. Godzilla là con quái vật nguyên thủy nha các bạn. Nó thường ẩn nấp ở dưới biển. Để xem là loài người có thể chế tạo ra được con Godzilla, có thể đánh được Godzilla thật hay không. Godzilla người máy này nó đang chạy bằng một cái năng lượng hạt nhân. Khi mà con Godzilla thật này nó đánh trúng cái quả tim của Godzilla, con Mecha Godzilla này, đó chính là cái bộ kiểu như cái bộ điện đấy các bạn. Cái năng lượng điện ở trong người nó ấy, thì lập tức con Godzilla, Mecha Godzilla này nó sẽ chết ngay các bạn nhé. Bởi vì nó không có điện nó sẽ chết thôi các bạn. Nhưng mà nó không phải điện bình thường đâu, nó là kiểu năng lượng hạt nhân đấy các bạn ạ. Năng lượng rất là mạnh luôn. Một vả, ui, cái con Mecha Godzilla này nó đang bắn cái quả tên lửa và mình không phát hiện ra được là cái đầu lòng tên lửa nó đang ở vị trí nào các bạn. Các bạn nhìn chưa? Không thể nhìn được luôn, chắc chắn là nó bắn ở bên trong rồi các bạn ạ. Bởi vì ở ngoài thì nó không thấy một cái đầu pháo nào nó nọt ra cả. What the hell. Nói chung là Mecha Godzilla rất là khỏe luôn, thì bây giờ mình ui bạn thôi. Ui, tên lửa này bạn bắn lên trời như liên tục luôn này. Kinh thật, đang bắn cho người tên lửa đang bắn vào Godzilla. Từ bây giờ mình đã kiểm tra info của con Mecha xem nó là bao nhiêu máu nha. Ôi từ, đâu ta, info đây, Mecha Godzilla là 4.625.000 máu, còn con Godzilla là bao nhiêu? Ui, Godzilla có 2.145.000 máu thôi các bạn ạ. Chính tỏ là cái con Mecha, con robot do loài người chế tạo ra rất là nhiều máu luôn, nhưng mà không biết sức mạnh thế nào. Hiện tại là con Godzilla thật đấy, con Godzilla bằng da bằng thịt nó đang mất máu rất là nhiều luôn. Con Mecha thì cũng đang mất máu khá nhiều, nhưng mà nó còn hơn 3 triệu máu cơ. Godzilla này thì còn hơn 1 triệu máu thôi các bạn. 1.300.000 máu thôi, hơn 1.300.000 máu. What the hell các bạn, với cái tài trí này thì mình nghĩ là con Godzilla bằng thịt này chắc chắn là đi rồi anh em ạ. Bây giờ chắc chắn là bây giờ ấy, cái con Godzilla bằng xương bằng thịt này, nó có một chiêu thức cuối cùng, tức là cái skin này nó rất là mạnh luôn. Nó chỉ cần luyện được cái skin đấy một phát thôi là cái con Mecha Godzilla đi ngay. Nhưng mà không biết rằng ấy, trong cái trận chiến này con Godzilla này nó có kiểu như là nó có luyện được cái tuyệt chiêu đó hay không các bạn ạ. Cái tuyệt chiêu đấy tùy từng lúc nó mới phát huy thôi. Và mình nhớ ấy là con Godzilla này, tuyệt chiêu khi nó phát huy tác dụng đó chính là khi nó gần chết nha các bạn. Thì may ra nó phát huy tác dụng. Godzilla đang rất nhiều máu, con Mecha Godzilla rất nhiều máu luôn. Chết rồi.
kiểu này. Ui, Godzilla thật đang có hơn 1.300.000 máu thôi các bạn. Sắp đi rồi. Tên lửa đang bắn liên tục vào người con Godzilla. Sợ là không thể chịu được nữa các bạn ạ. Những cái quả tên lửa, những cái quả bom rất là nguy hiểm luôn. Chính tỏ loài người chế tạo ra con Mecha Godzilla này thực sự rất là gọi là kinh khủng các bạn ạ. Nó có thể tàn phá thế giới luôn. Chết rồi anh em. Như vậy là nếu mà để con Mecha này nó mà thắng con Godzilla này thì thế giới sẽ bị hủy diệt các bạn ạ. Một cào. Nếu bạn thấy không, tên lửa bắn liên tục vào người con Godzilla luôn, mình sợ không thể chịu được các bạn ạ. Nó còn 1.000.000 máu thôi. Nó còn dưới 1.000.000 máu. What the hell. Con Mecha vẫn còn 2.000.000, hơn 2.800.000, hơn 2.700.000, hơn 2.700.000 các bạn ạ. Kinh thật. Mà cái lượng máu của con Mecha Godzilla nó gấp đôi con Godzilla bằng xương thịt luôn. Ủa, những cái quả tên lửa này thực sự rất là mạnh luôn các bạn ạ. Nó bắn vào người con Godzilla thật sự rất là đau. What the hell, cái này đi rồi anh em ạ. Mình đang chờ con Godzilla thật nó luyện trưởng. Rất là hiếm khi Godzilla thật luyện trưởng được nha các bạn. Wow. Trận chiến ngày hôm nay thật sự rất là căng go luôn. Hai con đang phun nhau là chính các bạn ạ. Hai con đang phun nhau. Cái năng lượng mà cái mồm của con Mecha Godzilla nó phun ra đó chính là năng lượng hạt nhân nha các bạn. Cho nên là không phải đơn giản đâu. Năng lượng hạt nhân là trừ khi lúc nào hết năng lượng ở trong con người nó mới thua thôi. Cái nhiên liệu nó rất là nhiều luôn các bạn ạ. Mình sẽ kiểm tra lại nha. What the hell các bạn, đi rồi các bạn ạ. Kiểu là holy shit, đây rồi. Đây rồi, bạn thấy chưa? Đấy đúng rồi. Cái trưởng cuối của con Godzilla các bạn. Đấy. Nhưng mà không thể tiêu diệt được con Mecha Godzilla luôn. Các bạn thấy chiêu cuối chưa, mình đã nói rồi, khi mà con Godzilla bị gần chết nó sẽ tung ra một cái tuyệt chiêu cuối cùng để hạ thủ đối phương. Nhưng mà các bạn ạ, Mecha Godzilla ngày hôm nay quá khỏe luôn, không thể tiêu diệt được. Đấy, các bạn thấy chưa, đấy, nó luyện trưởng đấy các bạn ạ. Đấy là cái chiêu thức cuối cùng của nó trước khi nó chết. Nào, cố lên chứ, giết tao đi, giết con Mecha đi. What the hell, kiểu này đi rồi anh em ạ. Kiểu này con Godzilla đi rồi. Nó đang luyện, đấy, nó đang luyện cái chiêu thức cuối cùng. Đồ. What the hell. What the hell các bạn. Sợ té lái luôn các bạn, thấy chưa. Các bạn thấy chưa. Mình đã nói rồi. Phải chừng ạ, bây giờ cái máu của con Godzilla đang hồi phục lại dần nha các bạn. Khi mà nó sử dụng chiêu thức cuối cùng thì máu nó sẽ hồi phục lại dần, các bạn thấy không. Khi nó gần chết thì cái tuyệt chiêu cuối cùng đã phát huy tác dụng. Nó đánh một phát con Mecha Godzilla đi luôn các bạn ạ. Chầu Diêm Vương luôn nha các bạn. Không có cửa cho con Mecha Godzilla luôn các bạn ạ. Rồi ok. Rồi, ok, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả các bạn xem video này nha. Ok, các bạn xem video thì bạn chỉ mình xin tất cả các bạn là ấn nút đăng ký kênh này, bấm vào quả chuông. Đó là niềm động lực dành cho mình để khi mình tiếp tục làm những cái video hay hơn cho các bạn xem nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ui. Ui. Vãi trưởng ạ, bây giờ con Godzilla này bây giờ nó thành hình này rồi anh em ạ. À mình biết rồi anh em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây nó là cái chiêu hồi máu của con Godzilla. Các bạn thấy chưa? Cái chỉ số máu hết của nó kìa. Bạn nhìn cái đồng hồ đo của mình đi, cái màn hình đi. Bên tay phải ấy, cầm cờ quả súng ấy. Đấy, bạn thấy không? Nó đang hồi phục máu dần rồi. Chính tỏ là Mecha Godzilla này đúng là gọi là vô địch thiên hạ rồi anh em ạ. Các bạn thấy chưa? Nó đang hồi phục máu nha. Cái nguồn năng lượng nó đang hấp thu máu tại đây này. Đấy. Khi nó máu nó đầy thì nó sẽ trở thành một màu đen và màu xanh nha. Còn bây giờ máu nó chưa đầy, nó sẽ biến hóa ra. Người của nó toàn dung nham và nham thạch luôn, rất là nóng các bạn ạ. Rồi ok. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Chào tất cả các bạn, yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.